Minh Tú khó khăn lắm mới chịu lấy chồng, giờ lại bị fan xin hoãn vì điều này. Minh Tú từng khiến fan liên tục phải hối thúc việc lấy chồng suốt mấy năm vừa qua. Thế nhưng khi nàng siêu mẫu thực sự nghiêm túc chuẩn bị làm vợ người ta, fan lại đồng loạt quay xe, thúc giục cô làm một việc trước khi chính thức theo chồng. Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Minh Tú đăng tải dòng trạng thái thông báo bạn bè đồng loạt quay xe. Nữ siêu mẫu viết, mấy tháng trước còn hối lấy chồng. Giờ mấy bà quay xe hết rồi. Ủa alo, là làm sao vậy? Phía dưới bài viết, thay vì hối thúc người đẹp chuyện lấy chồng, đa số khán giả bày tỏ mong muốn Minh Tú thi Miss Universe. Dân tình để lại vô vàn bình luận như thi Miss Universe đi rồi năm sau lấy chồng chị ơi. Khoan lấy chồng chị ơi sai lầm tê. Ủi trẻ khi nhắc chị lấy chồng từ năm 2021. Thi xong rồi mình lấy chồng cũng không có muộn nhé chị. Em đợi giây phút này lâu lắm rồi. Lỡ thất hứa rồi thi xong Miss Universe rồi về lấy chồng cũng được chị ơi. Sở dĩ, bạn bè và người hâm mộ bỗng quay xe là bởi vì những ngày qua siêu mẫu Minh Tú liên tục được réo tên đi thi Miss Universe Việt Nam 2024. Trước đó, cô cũng được Hồ Ngọc Hà khuyên nên đi thi Miss Universe, mặc dù biện hộ rằng sắp lấy chồng nhưng đàn chị tiếp tục khẳng định Miss Universe cho phép cả phụ nữ có chồng tham gia. Đây không phải là lần đầu tiên Minh Tú thả thính tìm kiếm cơ hội tại đấu trường sắc đẹp này. Còn nhớ, vào năm 2017 cô cũng từng phân vân giữa việc lựa chọn thi tiếp Hoa hậu hay cơ hội người mẫu. Cuối cùng cô đã lỡ hẹn khiến fan tiếc nuối, đôi chân này còn muốn sải bước thêm một lần nữa. Cách đây không lâu, trên tài khoản cá nhân của mình, top 10 Hoa hậu siêu quốc gia 2018 đã gật đầu tham dự ở mùa giải năm nay. Khi được hỏi đi thi Miss Universe, cô đã trả lời, ok em. Động thái này càng khiến fan hâm mộ cái đẹp chờ đón ngày Minh Tú sẽ đeo sash thành phố Hồ Chí Minh và sải bước trên sân khấu. Lời hứa về chuyện lên xe hoa được Minh Tú lỡ miệng cách đây ngót nghét 3 năm. Cụ thể, nàng siêu mẫu đã chơi lớn khi tuyên bố nếu Thủy Tiên đoạt vương miện Miss Grand International thì cô sẽ kết hôn. Tuy nhiên, sau khi Thủy Tiên đăng quang đến thời gian dài sau đó, Minh Tú vẫn im hơi lặng tiếng, không nhắc gì đến chuyện lên xe hoa. Dù cô đã công khai bạn trai ngoại quốc sau 9 năm hẹn hò trước sự bất ngờ của khán giả. Người đẹp chia sẻ cô và nửa kia từng không ít lần hợp rồi tan, nhưng cuối cùng cả hai đã quyết định lựa chọn gắn bó và yêu thương lẫn nhau. Sự ngọt ngào của cặp đôi đã làm cho nhiều người hy vọng cả hai sẽ tổ chức đám cưới vào một ngày không xa. Thế nhưng vào tháng 11 năm 2023, siêu mẫu Minh Tú chính thức thông báo việc sắp theo chồng bỏ cuộc chơi. Cụ thể, cô đã đăng tải đoạn clip cầu hôn bạn trai người Đức, Chris. Rất nhiều bạn bè trong showbiz, người hâm mộ đã thể hiện sự vui mừng và chúc phúc tới nữ siêu mẫu bởi mọi người đều chờ đợi tin vui của cô từ lâu. Đặc biệt, lần này Minh Tú còn là người chủ động mang nhẫn, nói lời cầu hôn trong sự ngỡ ngàng của bạn trai khiến dân tình lại càng thích thú hơn. Nói về nguyên nhân chủ động trao nhẫn cho Chris, Minh Tú lên tiếng giải thích, tôi chọn chủ động nói lời đề nghị và trao nhẫn cho người yêu bởi chúng tôi đã bên nhau, có nhiều thử thách. Sự chân thành, tử tế của anh cùng sự nhẫn nại của tôi đã tạo nên cái kết đẹp này. Tôi muốn chủ động giữ chặt tình yêu của mình, và hàng triệu người phụ nữ ngoài kia cũng sẽ gặp được một nửa phù hợp với mình nhất, cũng sẽ chủ động làm những điều tương tự. Dù rất vui mừng hạnh phúc cho Minh Tú và hy vọng cô sớm yên bề gia thất bên người mình yêu. Thế nhưng Miss Universe quả thực như một chấp niệm lớn với fan hâm mộ, ai nấy đều hy vọng ít nhất nàng siêu mẫu có thể một lần chinh phục sân chơi này.